Xin chào các bác. Trong video này số 88 làm video đó là giao hàng cho một bác ở Hà Nội. Bác đã mua hai chiếc xe đạp mua, trong đó có một chiếc xe đạp gian Content SN1D. Cái giá là số 88 sale cực sốc từ 32 triệu xuống chỉ còn 24 triệu. Cùng với một chiếc Tinter Sweeper 2.0 bản R5008 giá là 13.500.000 đồng màu đen. Đây là chiếc màu vàng thì em đã lắp đầy đủ và chuẩn bị cho bác đi thử. Các bạn nào muốn có một xe đạp gian, xe đạp đua thì cứ để alo trực tiếp online 0933 522 186 để làm một xe. Ok, giờ em sẽ đi test thử chiếc xe cho bác. Ôi xe bọc đây. Thế về kê gì của anh này? Còn cái cao su mà. Cao su à? Nó là cao su à? Sợ nó ấy. Hạch bíp chất hẳn hai con. Đây là con gian Content SL1D đang sale 24 triệu các bác nhá. Còn đây là con tiếp một con Tinter Sweeper 2.0 màu đen tuyền. Con này là 13 triệu rưỡi. Đây là khách mua cho hai vợ chồng Đạt đi thể dục Hồ Tây. Các bạn nào có nhu cầu mua xe đạp đua thì cứ truy cập website xe đạp 88.vn hoặc alo tiếp online 0933 522 186. Ok, bỏ thế thôi, bỏ ra đi em ơi. Bao nhiêu? Đưa hóa đơn xuống đây đã. Cứ bỏ hóa đơn xuống đây đi, 20.000 đơn giá. Đủ. Cần bia đúng không anh? Đấy, như vậy là em đã xong. Giờ là khách người ta sẽ đi về. Đây là nó phân hai chiếc, một chiếc dao và một chiếc Tinter. Vâng. Thì bác nào có nhu cầu muốn mua xe, các bác có thể liên hệ tới website lg3.vn hoặc hotline 0933 522 186 để hỗ trợ và được thêm nhiều ưu đãi hơn nha các bác.